ai sinh ra người nhạc sĩ tài hoa thuở nào, người về quê qua nhịp câu tre thao thắm năm đi xa, nhưng lòng thủy chung vẫn vẹn tình quê. Chào đón ca sĩ Dinh Dân Phúc Lị tập nhóm người ơi, hãy cùng hát câu ân tình. Ngày xuân nắng nồng xa duyên cầu nước non đẹp giàu. Chùm bông qua khê vẫn đẹp ý ta. Con hát đến xa mà nghe thăm sâu lòng ta. Nỗi sao cho vừa đêm về nghe bài giông phố. Ước mơ muôn đời vui khuya chẳng hề rời xa. Chào đón ca sĩ Vân Trinh. Như tiếng ca quê hương, giữ cho đời tấm gương sáng đẹp tươi bài thơ. Chào đón ca sĩ Hà Châu. Tình quê hương tắm son muôn ngàn lời giao hứng tim yêu,
anh chị nghệ sĩ đoàn thiệu Tình Ca Bắc Sơn. Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nhạc xong hả? Chưa gì mà nhạc đầu nhảy sớm vậy? Quánh chưa? Và để tiếp tục chương trình thì cho phép Lưu Kỳ được trân trọng kính mời cô Vũ U, đại diện của chúng cô Vũ Tư, đại diện cho trung tâm cùng tiến về sân khấu và có đôi lời phát biểu cùng với tất cả mọi người ạ. Xin trọng kính mời. Tình Ca Bắc Sơn thấy không? Hôm nay hết là gì? Đại diện trung tâm thì Vô Tư là xin có đôi lời để tri ân cảm ơn đoàn Tình Ca Bắc Sơn và trước hết là cô Bích Thủy, giám đốc của tập đoàn An Nông là trưởng đoàn, thì đã nhiều năm đã cùng đồng hành ủng hộ cho trung tâm rất nhiều về vật chất và tinh thần để làm cho trung tâm có được một cái động lực mới để và tất cả những trại viên trung tâm có một cái cuộc sống tốt hơn. Một lần nữa thì hôm nay là Vô Tư xin đại diện cho Trung tâm Công tác Xã hội Long An xin chân thành cảm ơn ghi nhận những tấm lòng quý giá của đoàn Tình Ca Bắc Sơn đã đến với trung tâm, đặc biệt nhất là đó là cô Bích Thủy, là ca sĩ Bích Thủy là trưởng đoàn của tập đoàn An Nông. Xin chân thành cảm ơn nha. Cảm ơn cô Vô Tư rất là nhiều. Và để tiếp nối chương trình thì cho phép Lưu Kỳ được tiếp nối bằng một sáng tác của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn. Mời quý vị cùng đến với bài hát Con Chim Sâu Nhỏ. Chuông một sáng tinh sương,
con chim sông nhỏ xô lồng bay xa. Khi mùa thu rơi lá vàng trên đường phố, con chim sông nhỏ làm tổ ở đâu? Phim ngọc dần sầu nghe thu đi trên lá. Che không nhà giống những roi đòn cũng đừng buồn làm con chim sâu nhỏ của nhạc sĩ Bắc Sơn. Và để tiếp tục chương trình thì cho phép quý vị được mời quý vị sẽ đến với một tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn. Mời quý vị đến với ca khúc Con thương rau đắng mọc sau hè. Và bài hát này chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của ca sĩ doanh nhân Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Đông, cũng như là người con gái thứ 9 của nhạc sĩ Bắc Sơn sẽ cùng sang ca với ca sĩ Bình Chinh, cháu nội của nhạc sĩ Bắc Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Các bạn ơi, các bạn có khỏe không? Hôm nay các bạn thuộc bài Còn thương rau đắng mọc sau hè, hát với Bích Thủy với Bình Chinh nha. Bạn nào thuộc? Giỏi quá ta. Hình như cái này là ai cũng thuộc luôn á. À đúng rồi, các bạn biết bài này tên gì không? Tên Bình Chinh. Tên Bình Chinh. Nhớ lấy tre xanh dạo văn khung trời kỷ niệm.
xin nắng hạ nỗi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh vào anh khung trời kỷ niệm chợt em trao nắng nóng cành. Có rất nhiều bạn hát về bài này á, thì cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Một tràng pháo tay cho bài ca tập thể của mình nha. Nhảy đúng không? Bài sung mình có bài gì Bình ơi? Về nghe mẹ ru. Hip hop. Đúng không? Rồi bây giờ mời tất cả các bạn biết nhảy lên sân khấu để hát chung với Bích Thủy, Bình Kinh và dancer Quỳnh Bá Thanh. Làm sao đi hết tương lai mà mẹ ru, con khoác lên cho bản thân nhiều tiếng cười, phong ba sống chắc chỉ nhớ về nhà mẹ ru. Được mình thành giờ chết con người thế ai nhìn được gần gió, cháu ông làm nào liên hoa lại xem mà con lại hò. Không còn ru, không phải vì con đã lớn, thứ yêu vẫn còn đây nhưng chỉ là tới lúc con đã xa hơn. Đừng về nhà chỉ như xa hơn, mỗi một ngày một yêu nhiều hơn. Thêm một lần đừng mà bị tơ thêm, chẳng ai gần thì không cần phải con sẽ đứng sau đều đời không giống như một đời trái tim luôn thay đổi có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà chỉ cần ước mơ nhắn đi mẹ ru ai đã từ nơi xa nhớ về tâm quê bến đò năm xưa lũy tre đâu làng bờ lau xanh xanh thăm giọt mưa nơi có mẹ đang trông
hai bạn rất nhiều nha, đã mua minh họa cho bài hát của mình. Nhạc Diệt Dữ nữa hả? Trời ơi, nhạc Diệt Dữ nữa. Cảm ơn phần trình diễn của ca sĩ Duy Nhân Bích Thủy, ca sĩ Bình Chinh cùng với diễn viên Huỳnh Bá Thanh. Thưa quý vị, và để tiếp tới chương trình, Lưu Kỳ mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác nữa của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn. Mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Về Thăm Quê Ngoại qua tiếng hát của ca sĩ Hà Châu, người con gái thứ năm của nhạc sĩ Bắc Sơn biểu diễn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Rồi bây giờ là giật dữ hơn nữa nè, tango nè. Mời các bạn ra nhảy tango với má năm nha. Ô chào các bạn, thiệt lớn cho má năm nha.